Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ chữa các bạn đề thi thử của Sở Hải Phòng. Thì Sở Hải Phòng mới thi chiều ngày hôm qua đúng không? Và cô thấy là gần đây có rất nhiều sở, ví dụ như là Sở Nam Định này, Sở Hà Tĩnh. Đó, Sở Nam Định thi ngày hôm qua và chiều nay thì có Sở Hà Tĩnh. Chúng ta đi thi về thì các bạn nhớ gửi đề cho cô nhá. Cô chào Nguyên. Các em đã làm cái đề Sở Hải Phòng chưa? Ngoài ra chúng ta còn có cả đề chuyên Vinh lần 2 nữa. Thì những cái đề nào mà cô không kịp like chữa, là các bạn không sắp xếp like chữa được, thì cô sẽ có phần đáp án hoặc là giải chi tiết. Các bạn nhớ xem trên fanpage nha. Thì bây giờ cô sẽ chữa luôn cái đề Sở Hải Phòng. Đó, đề khá là dài, thông thường là bao giờ cô cũng chữa hết cả 50 câu, sẽ chữa hết full đề luôn. Nên chúng ta tập trung nhé. Các em nhìn vào câu 1 và câu 2, những dạng câu hỏi về chức năng giao tiếp thì thường người ta sẽ đưa ra cái ý kiến, đúng không ạ? Và Liam ở đây nói là I think we should start a study buddy program. Tớ nghĩ là chúng ta nên bắt đầu một cái chương trình study buddy. Thì study buddy ở đây nó giống như là một cái chương, giống như kiểu là tutoring program ấy, là một cái chương trình dạy gia sư ấy, dạy kèm cho những cái bạn học sinh kém. Và Andy nói là điều này có thể giúp những cái less able students to learn better. Chứng tỏ là Andy cũng đồng tình là nên start một cái study buddy program, đúng không ạ? Vậy nên câu số 1, chúng ta sẽ chọn được đáp án là B, nó thể hiện cái sự đồng tình. Đó, hôm nay thì cô sẽ chữa cái đề Sở Hải Phòng trước nha. Hoàng Trang bảo là làm đọc hiểu mà em không hiểu là em đang đọc gì luôn. Hoàng Trang đang nói đến đề Sở Hải Phòng hay là đề của cô vậy? Mì nấm câu số 2 chọn đáp án D. Các bạn khác thì sao nhỉ? Câu số 2, we passed the first round of the English presentation competition. Khi mà bạn thông báo với mình là tớ đã vượt qua cái vòng đầu tiên rồi thì mình phải làm sao ạ? Mình phải chúc mừng. Đó, hai câu đầu tiên rất đơn giản. Đi thi ấy, thì các bạn thấy là có thể là cái phần bài đọc nó ở đầu tiên, ngay đầu trang, thì chúng ta cũng skip, để chúng ta bỏ qua. Các bạn sẽ làm các dạng câu hỏi dễ trước. Thì hôm qua các bạn hỏi cô là có nên làm đọc hiểu trước, để như kiểu cái lúc mà mình vừa mới làm mình tập trung ấy, thì cô khuyên ấy là chúng ta cứ dễ làm trước khó làm sau. Bao giờ cũng vậy, dù là các bạn học khá hay là các bạn học giỏi, cứ dễ làm trước khó làm sau. Thì những cái câu như là câu số 3, câu số 4, câu số 5, đó theo form minh họa thì nó làm sao ạ? Sẽ có những cái câu sai về thì, đúng không? Sai về đại từ này. Đó, thì chúng ta sẽ nhận ra ngay, đó chính là câu số 3. Người nông dân, đấy, nông dân này sẽ không còn phải đi ra chợ vào ban đêm để giữ mát cho sản phẩm của họ nữa. Tức là họ phải đi chợ từ ban đêm, đúng không? Đó, thì ở đây the farmer là số nhiều, thì đây chính là cái lỗi sai về đại từ, các bạn sẽ phải sửa thành there. Hay là câu số 5 là cái đoạn video mà tôi xem 3 ngày trước, thì cái sự việc 3 ngày trước là nó đã diễn ra rồi nhưng các bạn chưa quá khứ. Đó, thì có hai câu là đã cho điểm chúng ta rồi nhá. Trưa mai thì cô sẽ đăng cái giải chi tiết của đề chuyên Vinh Thanh Nhàn nha. Đó, có 3 câu thì chúng ta đã nắm chắc được hai câu rồi, thì chỉ còn một cái câu còn lại. Đó, câu còn lại là lỗi sai về từ vựng. Sai về từ vựng thì chúng ta sẽ quan sát thật nhanh xem là cái chuyên đề mà confusing words này chúng ta đã học rồi, có cái từ gì mà mình nhìn phát mình ra ngay, đó chính là từ responsive, đúng không? Và chúng ta dịch này, bản thân cái người mà vi phạm luật ấy là sản phẩm của cái quá trình tiến hóa xã hội và không thể bị coi là người phản ứng nhanh với cái hành vi của mình. Ở đây chúng ta không thể dịch là phản ứng nhanh, nhiệt tình được. Cái từ responsive ở đây là phản ứng nhanh, nhiệt tình. Các bạn sẽ phải sửa thành cái người gì ạ? Chịu trách nhiệm, đúng không? Responsible, tức là người có trách nhiệm. Người có trách nhiệm về cái hành vi của mình. Đó, có trách nhiệm for his disposition. Có trách nhiệm về cái điều gì thì chúng ta sẽ đi với từ for nhé. Cô nghĩ là phần tìm lỗi sai các bạn sẽ làm được. Đó, Dương Tú Quỳnh bảo là cô ơi, lúc em thi làm bài EPA em ngất luôn. Lát nữa xem cô chữa cái bài EPA nó như thế nào nhé. Câu 6 này chúng ta đọc cycle, capture, confine và carry. Ở đây các bạn sẽ chọn là cycle, đọc là sir, còn lại thì sẽ đọc là gì? Là cur. Đó, confine, sai đi về giới từ in. Confine in somebody, tức là thổ lộ, tin tưởng vào ai để mình có thể chia sẻ, mình thổ lộ ra được, đúng không? 7, idiom, image và income đều là y, chỉ có island đọc là i. Các bạn nhớ là mình đọc là island chứ không phải là Iceland đâu nhá, island. Câu số 8, giá nhà thì đang tăng lên, chúng đắt hơn nhiều. Đó, so với lần trước thì dựa vào cái từ than ở đây nó là so sánh hơn với tính từ dài. Câu số 9, sau the trước ở mình sẽ cần một cái danh từ. Thì danh từ ở đây chúng ta có từ gì? Expectation, đúng không ạ? Đó, expectation, đó, expectation tức là cái sự mong muốn, một cái sự mong đợi, một cái kỳ vọng. Expectation tức là sự mong đợi. Đó, kỳ vọng, expectation nha. Chúng ta có động từ expect nhưng danh từ thì đọc là expectation. Và các bạn đã học rất nhiều những cái cụm từ mà nó đi như thế này, đúng không? Chúng ta nói là in expectation of something, tức là mong đợi cái điều gì, tin rằng điều gì sẽ xảy ra. Yeah, và chúng ta có expectation for somebody or something. Đó, tức là có cái sự kỳ vọng
cho ai. Và mình thấy là rất hay có là high expectation for. Ví dụ như là bố mẹ có cái sự kỳ vọng cao cho con cái chẳng hạn. Đó, most parents have high expectation for their children, đúng không? Đấy, thì có sự kỳ vọng cao dành cho ai. Còn trong đề thi thì mình hay gặp cái cụm từ này là live up to hoặc là meet one expectation, tức là đáp ứng kỳ vọng của ai. Thế bây giờ không đáp ứng kỳ vọng thì các bạn sẽ dùng là fail to meet, đúng không? Hoặc là các bạn sẽ dùng từ fall short one's expectation. Thì những cái cụm từ này nó rất hay gặp trong bài thi. Thì nhắc đến expectation thì chúng ta còn một cái cụm từ nữa, đó là expectancy, tức là tuổi thọ. Tại sao cô phải cho như thế này? Vì trong bài thi người ta rất hay cho cái phần expectation và expectancy ở cái phần tìm lỗi sai. Nhớ, tìm lỗi sai có thể là người ta cho expectation. Và đáp án đúng theo ngữ cảnh các bạn phải chuyển thành expectancy. Nhớ chưa? Phải thành expectancy. Yes. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Seven nào. Đúng rồi, câu 8 so sánh hơn. Ừ nhỉ, cô lại tô nhầm. Ừ, cô tô nhầm một tí nha. Đúng rồi, tô nhầm. So sánh hơn, chúng ta sẽ chọn là đáp án C. Tiếp theo cả lớp sang câu số 10. Câu số 10 trong câu đã có một cái động từ, nó đã chia thì là từ met rồi, đúng không? Thì có động từ còn lại là chúng ta phải dưới dạng rút gọn. Và cái từ attract one's attention ở đây thu hút sự chú ý của mọi người, đó là dạng chủ động. Nên các bạn sẽ rút gọn thành attracting. Ngôi sao điện ảnh bước vào một cách đầy ấn tượng, đúng không? Thu hút sự chú ý của mọi người. Thì là which attract, đó, which attracted. Thì cái việc này nó attracted one's attention. Và các bạn sẽ rút gọn chỉ còn gì thôi, attracting. Nên đáp án đúng là sẽ là đáp án C. Cô thấy Gia Hưng chọn đúng rồi đó. Tiếp theo chúng ta sang câu số 11. Câu số 11, Jackson never regret the advice his lawyer had given him. Jackson thì không bao giờ hối hận vì đã làm theo cái lời khuyên mà luật sư đã đưa cho anh ta. Thì ở đây cái từ hối hận, đúng không? Regret, ở đây chúng ta sẽ đi với verb in. Hối hận vì đã làm gì nhá, hối hận vì đã làm gì. Hôm qua cô có gửi các bạn một cái folder rất nhiều đề của trường của Sở Hải Phòng. Thì tất cả các cái folder này nó chỉ có, tất cả mã đề nó chỉ có một cái đề thôi, chứ không phải là hai mã đề nhé, chỉ có một đề thôi. Nên là cũng sẽ dễ dàng cho chúng ta. Tiếp theo chúng ta sang câu số 12. Các em nhìn vào câu 12 này. Buy cái gì đấy, only $40 each month you can be sure of a wonderful Christmas. Bằng cách tiết kiệm chỉ $40 mỗi tháng thì bạn có thể chắc chắn có một kỳ Giáng sinh tuyệt vời. Thì đây là tiết kiệm, đúng không? Mình sẽ nói là tiết kiệm. Thông thường ấy, mình gặp một cái từ nó khác hơn, đó chính là put something aside. Đó, từ này nó mang nghĩa là tiết kiệm. Thì nó gặp nhiều hơn so với cái từ put buy nhá, mang nghĩa là tiết kiệm. Còn A, call up ở đây tức là một cái lệnh đấy, gọi nhập ngũ. Còn hold back chúng ta sẽ dịch là gì? Là cản trở, ngăn cản. Còn take down chúng ta sẽ dịch là đánh sập này. Đấy, làm dỡ bỏ cái gì. Thì ở đây bằng cách tiết kiệm chỉ $40 mỗi tháng, bạn có thể chắc chắn có một kỳ nghỉ Giáng sinh tuyệt vời. Yes. Em sang câu số 13. Câu số 13 là 3,000 new workers được tuyển dụng bởi cái công ty này vào năm ngoái. Thì chúng ta dựa vào last year, đúng không? Và workers ở đây là số nhiều nên các bạn sẽ chia bị động. Thì được tuyển dụng, đã có cái động từ employ, nó mang nghĩa chủ động nhé. Đó là tuyển dụng. Thì khi mà tuyển dụng hoặc là thuê mướn ai đó, các bạn sẽ đi với các cái từ này. Và trong cái phần đồng trái nghĩa ấy, thì khi trái nghĩa với tuyển dụng thì nó sẽ là gì? Là sa thải, đúng không? Đó, rất hay gặp trong bài thi nha. Đó, sa thải thì chúng ta sẽ dùng những cái từ này cho cô. Đó, fire này, sack này, dismiss, discharge mang nghĩa là sa thải, trái nghĩa với tuyển dụng. Và ngoài ra các em chú ý cho cô, cái từ employ nó còn mang một cái nghĩa nâng cao, tức là sử dụng. Nếu chưa, sử dụng, use something for a particular purpose. Đó, sử dụng hoặc là apply cái gì đấy, sử dụng, áp dụng cái gì, một cái method, đúng không? Yeah, và cái từ employ này đã có lần cô cho các bạn trong cái phần đọc điền, trong cái phần đọc hiểu rồi. Employ mang nghĩa là sử dụng. Thế thì tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta sẽ dịch, nó mang nghĩa là tuyển dụng hay là áp dụng, sử dụng nhỉ. Câu 14, Betty đã từ chối cho anh trai của cô ta mượn cái số tiền mà anh ta cần. Thì ở đây chúng ta, cái số tiền mà anh ta cần nó xác định, đúng không? Ví dụ như là khi mà nói này phải biết là anh ta cần bao nhiêu tiền. Đó, số tiền mà anh ta cần chứng tỏ là đã biết là anh ta cần bao nhiêu tiền. Hay là mình sẽ nói là the money. Câu số 15, you make no effort to make friends with Darren.
thì make là quá khứ đơn, nên bây giờ chúng ta sẽ sửa thành gì? You make no effort. Theo các bạn, chúng ta sẽ sửa thành did you hay là didn't you. À, cô sẽ nói không phải sửa mà chúng ta sẽ chọn là did you hay là didn't you. Chúng ta dựa vào cái từ no đúng không? Đó, cái từ no nó mang nghĩa phủ định rồi, nên ở đây đáp án đúng là sẽ là gì? Là khẳng định. Đó, make effort. Cái từ make là một cái từ rất hay gặp trong bài thi, nên chúng ta cũng nó cứ năm nào nó cũng hay ra đi ra lại ấy, nên chúng ta không chủ quan được nhé. Tức là nỗ lực. Và nếu như người ta dùng cái cụm danh từ ấy thì người ta hay dùng như thế này. Đó, attempt to do something. Tiếp câu số 16, anh trai và tôi thì đang chơi máy tính thì điện tắt. Đó, sự việc nó đang diễn ra. Các bạn thấy là người ta rất là bám sát theo cái form minh họa của bộ đúng không? Câu 17, I completely myself with those speakers who refer to the housing development in this area. Tôi hoàn toàn liên tưởng tới những cái diễn giả người mà đã refer to, tức là đã đề cập tới, đã mention, tức là đã đề cập tới cái việc phát triển nhà ở của cái khu vực này. Thì ở đây chúng ta thấy là mình sẽ cần một cái từ nó đi với từ with đúng không? Thì connect cũng đi với with, associate cũng đi với with, communicate cũng đi với with và deal cũng đi với with. Thì dựa vào nghĩa nhé, ở đây mình sẽ cần một cái nghĩa là kết nối, liên tưởng cái gì đó nó trong tâm trí đúng không, chứ không phải là liên lạc qua điện thoại. Đó, vậy nên 17 cô thấy mì nấm và Mai Ngọc chọn đáp án B là đúng. Associate oneself hoặc là oneself with something, mình sẽ dịch là kết nối này, liên tưởng ai đó hoặc cái điều gì đó trong tâm trí của bạn. Còn cái từ connect này hay là từ communicate with somebody, nó giống như là liên lạc với ai thôi. Hay là communicate chúng ta dịch là giao tiếp. Còn deal with thì chúng ta học rồi đúng không? Mang nghĩa là cope with, là handle, là tackle đúng không? Hay là gì? Là address. Đấy, cái từ này nó quá quen thuộc rồi, có nghĩa là xử lý, giải quyết. Đấy, chúng ta đã đi gần đến cái giai đoạn cuối. Rất nhiều cụm từ được lặp đi lặp lại, có những cụm từ cả 20 lần đúng không? Có mở rộng rồi. Câu số 18, nó fingerprints tức là cái dấu vân tay được tìm thấy tại hiện trường. Yes, ở đây các bạn chú ý cho cô cái cụm từ này. Trong bài thi người ta có thể là cho cái từ ví dụ như là location này, site này hay là scene này. Thì các bạn nhớ là hiện trường vụ án nhỉ? Hiện trường vụ án thì nó sẽ là scene of crime. Hiện trường vụ án, cái dấu vân tay được tìm thấy tại hiện trường vụ án thì giống y hệt như dấu vân tay của bạn. Vì vậy bạn đã bị bắt giữ. Thì một cái từ nó mang nghĩa là giống theo từng chi tiết, tức là thật đấy, chứ không phải là giống một cách tương tự nữa nhá, nó giống y như thật luôn. Thì không phải là một cách tương tự, ở đây chúng ta sẽ dùng từ gì? Các bạn thấy là cô gợi ý nó rất là chi tiết đúng không? Giống theo kiểu là similar in every detail. Nhá, similar in every detail chúng ta sẽ nói là gì? Là similar in every detail, tức là y như y chỉ phốt luôn, đúng không? Có nghĩa là giống đến từng chi tiết. Thì chính là một cái người đấy. Chứ còn nếu như mà chỉ similar thôi, chỉ là same thôi thì làm sao mà bị bắt giữ được, đúng không? Thì phải là chính là cái người đó. Đó, thì mới bị arrest, thì mới bị bắt giữ. Còn những cái từ như từ similar này, từ alike thì theo kiểu là tương tự thôi, đúng không? Giống một cách tương tự, cũng giống giống thôi, chứ không phải là giống easy for. Thì nó khác với từ identical nhỉ. Và câu số 19, tôi tin rằng tòa án thì nên độc lập với chính phủ. Ở đây chúng ta chú ý cái từ independent. Yes, đề này cô thấy cho rất là hay, có thể đi với giới từ of hoặc là giới từ from đúng không? Nghĩa là độc lập đó, hoặc là tách ra khỏi. Còn cái từ nó dễ gây nhầm lẫn đó chính là từ dependent. Đó, từ dependent học sinh không chắc chắn là sẽ chọn dependent hay là reliant on, tức là phụ thuộc vào. Thì ở đây là tòa án nên độc lập với chính phủ, chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Tiếp theo câu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, tương lai đơn nó sẽ đi với hiện tại đơn, chỉ có finishes chỉ hiện tại đơn thôi. Và khi muốn nói là uống thuốc ấy, thì các bạn sẽ nói là take medicine. Đó, nhiều bạn chọn là drink medicine, nó không đúng. Tại vì cái medicine, drink, chúng ta chỉ drink cái liquid thôi, đúng không? Cái gì là nó là chất lỏng thôi. Còn medicine ở đây nó có thể là một cái viên, đúng không? Mình sẽ nói là take medicine, là uống thuốc. Tôi thấy nhiều bạn chọn là drink ấy, vì là theo tiếng Việt là mình sẽ nói là uống mà, đúng không? Đó, uống thuốc. Và câu 22 là câu khó nhất trong những câu mà cô đã chữa ở bên trên. Thì đây là cái câu thành ngữ. Nếu như mà đi thi chúng ta không biết thì đành phải chịu thôi. Thì làm thế nào để mình làm đúng được các cái câu thành ngữ, thì các bạn phải tăng cái tần suất mình luyện đề đi. Ở trong cái nhóm hỏi đáp bài tập ấy, thì ngày nào cô cũng post vài câu hỏi về từ vựng. Đấy, thì chúng ta năng nhà chặt bị, chúng ta mỗi ngày chúng ta học vài câu là cái kiến thức của mình nó sẽ tăng dần.
cái cuốn tiểu sử này thì nó gấp mất gần 10 năm để hoàn thành, bởi vì tác giả không muốn gì, không muốn đi đường tắt, đúng không? Đó, mất 10 năm chứng tỏ là tác giả không muốn làm ẩu, không muốn đi đường tắt, không muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi làm một cái gì đấy. Thì đây chúng ta sẽ nói là to cut corner. Câu này đi thi là có khi các bạn cũng đoán được, đúng không? Tức là cut corner ở đây chúng ta sẽ hiểu là đi đường tắt, làm việc thiếu cẩn thận. Đó, cut corner. Các từ khác là không được nhỉ? Mình nắm bảo là lách luật, đi đường tắt để đạt được một cái điều gì đó, ẩu tả hoặc không cẩn thận. Yes, đúng rồi. Đó, làm việc thiếu cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần đọc điền đọc hiểu câu số 23. Đây là trích từ Harry Potter 5 nhỉ? Nhiều bạn đọc sẽ thấy rất là quen, đúng không? Đây là cái câu kể của Harry Potter. Khi con tàu đó dần dần chậm lại đến cái ga King's Cross thì Harry nghĩ rằng là anh ta không muốn đã rời khỏi nó, và anh ta thậm chí còn thoáng tự hỏi là điều gì nó sẽ xảy ra nếu như mà anh ta từ chối xuống tàu. Cái từ get off ở đây sẽ là xuống tàu, xe, máy bay. Nhưng mà vẫn làm sao nhỉ? Ngoan cố ngồi đó cho đến khi mà đầu tháng 9 thì nó sẽ đưa anh ta trở lại Hogwarts. Tức là anh ta muốn ngồi lại trên cái tàu, đúng không? Anh ta không muốn rời khỏi cái tàu này. Thì anh ta muốn ngồi một cách kiểu là kiên nhẫn, một cách sẵn lòng, một cách chân thành hay là một cách ngoan cố. Ở đây chúng ta sẽ chọn là stubbornly. Don't remain stubbornly, tức là khăng khăng không muốn rời đi, đúng không? Không muốn xuống cái con tàu này. Remain stubborn, stubbornly sitting, tức là muốn ngoan cố ngồi tại đó. Yes, remain stubbornly sitting there. Và sang đoạn sau này, tuy nhiên khi cái con tàu cuối cùng nó dừng lại, đấy, tuy nhiên khi mà dừng lại, thì ở bên trên nói là anh ta không muốn get off, thì ở đoạn cuối là, đoạn sau mà nó nối là khi con tàu cuối cùng dừng lại, đúng không? Thì phải là tuy nhiên, thì anh ta đã nhấc chiếc lồng Harry xuống và chuẩn bị kéo cái dương này của mình ra khỏi tàu như thường lệ. Tức là không muốn xuống nhưng mà vẫn phải xuống, đúng không ạ? Thì cái từ nối nó sẽ là từ tuy nhiên. Và cái người soát vé thì ra hiệu cho Harry. Thì đây chúng ta sẽ cần một cái từ nó mang nghĩa là từ người soát vé. Thì chúng ta có hai cái từ hay đề cập đến người soát vé, đó chính là từ conductor hoặc là từ inspector nhá. Mình sẽ nói là ticket conductor, ticket inspector. Đó, ngoài ra thì inspector và conductor nó còn mang cái nghĩa khác. Ví dụ như là inspector còn mang nghĩa là thanh tra, đúng không? Hay là conductor còn mang nghĩa là một cái người nhạc trưởng. Thế một từ nó rất là đa nghĩa nhé. Đó, thì khi mà muốn nói là người soát vé, các bạn có thể dùng là inspector hoặc là conductor. Đó, tickets. Chứ không phải là người hướng dẫn, người nhân viên điều tra hay là kiểm toán nhỉ. Và sau lại sau anh ta found a surprise that was awaiting on the boat on the other side. Thì cái cụm từ là on the other the side, tức là ở cái phía bên kia. Đấy, on the other side, tức là ở phía bên kia. Và anh ta thì bất ngờ thấy một cái điều bất ngờ đang chờ đợi ta. Anh ta ở phía bên kia, tức là một cái nhóm người, người mà anh ta không ngờ tới, thì tất cả đều đứng đó và chào đón anh ta, đúng không ạ? Thì trong cái câu đọc điền này cô thấy có cái từ stubbornly. Đấy, nó hơi khó một chút thôi. Hay là cái từ inspector. Nếu như các bạn chỉ biết nghĩa inspector là cảnh sát, là thanh tra, thì chúng ta không khó chọn, đúng không? Đó. Những bạn mà Sở Hải Phòng hôm qua đi thi có chọn đúng inspector không nhỉ? Bây giờ các bạn sang câu 28-29. Là trong nhiều môn thể thao thì thể lực thì không quan trọng bằng kỹ thuật. Technique ở đây là kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây tức là technology, đúng không? Là cái kỹ thuật, là cái kỹ năng. Còn skill không phải quan trọng bằng skill, bằng energy hay practice. Theo các bạn từ skill có được không? Skill được nhỉ? Bằng kỹ năng hơn chứ không phải là kỹ thuật. Cô xin lỗi. Đó, bằng skill. Đó, nghĩa là cái kỹ thuật. Đó, kỹ năng. Chứ còn technology là công nghệ rồi, cô xin lỗi. Technique là cái kỹ thuật. Thì nó sẽ tương tự như skill, cái kỹ năng nhỉ. Tiếp theo này, sang câu số 29. Gia đình Thompson thì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cái thời gian khó khăn. Và chúng tôi cảm thấy mắc nợ, đúng không? Cảm thấy mắc nợ. Mắc nợ người ta tức là gì? Cảm thấy rất là biết ơn người ta vì đã làm gì. Và cái từ grateful này nó cũng hay đi theo cái cấu trúc là grateful somebody for. Đấy, doing something cũng có đi với to đấy. Cảm thấy biết ơn. Biết ơn ai về cái điều gì nhỉ? Cảm thấy biết ơn chứ không phải cảm thấy lạc quan. Cảm thấy kiên định. B tức là kiên định. Còn secure tức là cảm thấy an toàn. Đấy, người ta giúp đỡ mình thì mình phải cảm thấy biết ơn, đúng không? Tiếp câu 30 và câu 31 này. Sarah thì đã để lỡ chuyến bay và cô ấy phải đợi cái chuyến tiếp theo. Ở đây cái từ miss chia quá khứ rồi thì các bạn phải giả định về câu điều kiện lại 3. Thì chúng ta tìm đúng cái cấu trúc của câu điều kiện lại 3 là đáp án B. Câu số 31, Dennis thì đã thi đỗ bằng lái xe và anh ta có một cái công việc là taxi driver. Chúng ta sẽ hiểu là
làm taxi driver trước hay là pass cái driving test trước? Chắc chắn là phải pass driving test trước rồi mới được làm taxi driver, đúng không? Còn như A là làm taxi driver trước là sai đấy, hay là C cũng làm taxi driver trước là sai, còn D là sai về nghĩa đó. Khi chúng ta đã giả định câu điều kiện loại ba ấy, thì cái từ not nó sẽ phải đứng trước chủ ngữ. Nếu như Dennis không vượt qua bài thi thì anh ta sẽ không có được công việc này là sai, vì trong bài thi là đã vượt qua rồi, không cần phải giả định. Đúng rồi, cô thấy Quỳnh Bơ và Gia Hưng làm rất tốt. Câu số 32 và câu 33, confident, important, attentive và impartial. Impartial ở đây chúng ta sẽ hiểu là trí công vô tư, không công bằng, không có thiên vị ai cả. Thì cái từ này nó hay đi với từ neutral hoặc là unbiased. Đó, công bằng, không thiên vị, đúng không? Yes, thì nó trọng âm nhấn âm thứ hai, important cũng nhấn âm hai, attentive cũng nhấn âm hai. Chỉ có confident nhấn âm một thôi nên chúng ta chọn là confident. Tiếp này, follow, expect, provide và appear. Thì follow, đấy chúng ta đọc là follow, trọng âm nó sẽ vào for. Còn expect này, provide này, appear, nhấn âm 2 nhỉ. Yes, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần bài đọc. Cái bài đọc đầu tiên nó khá là ngắn, chỉ có những câu này thôi. Cuối tuần trước thì có 6 học sinh từ cái trường đại học này thì đã có một cái chuyến du hành thời gian thú vị. Những học sinh này đi cùng với vị giáo sư này đó, trong một cái chuyến đi săn hóa thạch. Cái câu thì nó dài như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cái thông tin ở đây nó chỉ có 6 students, đúng không? Go on a fossil hunt, thế thôi. À, thì đây chính là cái cách để chúng ta đọc một cái phần bài đọc nó dài như thế, đúng không? Thông tin trọng tâm của cái đoạn này nó chỉ là gì? 6 students go on a fossil hunt. Đấy, không cần thiết phải dịch là cùng cái này cùng cái kia, các bạn nhớ chưa? Và những học sinh này, những giáo sư này cùng ba người trợ lý thì đã đến cái thung lũng này. Đấy, nó diễn ra ở đâu? Ở cái thung lũng Cheha Mountain. Và cái thung lũng này thì trước đó đã được biết đến là không có bất kỳ một cái any fossil nào cả, không có bất kỳ một cái dấu vết hóa thạch nào cả. Tuy nhiên 2 tháng trước thì có một số đó, một số người mà cắm trại ở cái thung lũng này thì đột thì là tình cờ thấy, đúng, ban đầu thì bảo là không có một cái dấu vết gì, mà bây giờ lại tình cờ thấy một cái số cái xương nó nhô ra từ khỏi mặt đất. Thì họ đã mang chúng ở đây là mang cái gì, mang cái bones, đúng không, mang cái xương đấy đến viện bảo tàng, và người ta cho rằng đây chính là xương của một cái loài khủng long. Và nhờ có cái sự tài trợ rất là hào phóng từ cái chỗ tổ chức này thì nhóm học sinh này đã đi theo giáo sư trên cái công cuộc khai quật, và họ đã dành cả 2 ngày thứ bảy và chủ nhật trong cái việc là đào bới đấy, cẩn thận cái khu vực này. Và một cái bạn tên là Wendy Jacob đó, một cái người là senior, thì senior ở đây tức là fourth year student, đúng là một cái học sinh năm cuối, phát biểu một câu là chúng tôi tìm thấy một vài cái xương và chúng tôi không chắc chắn là từ cái động vật gì, nhưng giáo sư thì đảm bảo với chúng tôi đấy là xương của khủng long. Và những học sinh này thì có ý định là sẽ làm sao học chuyên ngành khoa học ở trường đại học, thì họ đều mong muốn là được trở lại vào cuối tuần, và họ mong muốn làm sao có đủ tiền trợ cấp cho tháng tới thì họ sẽ quay trở lại ít nhất là 3 lần nữa để đào bới, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ dịch cho cô cái từ stubborn đó, stumble upon đó, stumble upon ở đây tức là tình cờ thấy. Yes, từ này có thể là mình thấy nó hơi lạ với chúng ta một chút, nếu như người ta cho những cái câu là bump into, run into, đúng không, tình cờ thấy, miss somebody by chance thì nó rất bình thường. Nhưng mà chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh này. Ngữ cảnh ở bên trên người ta cho là trước đây không được biết tới là có bất kỳ một cái dấu hiệu hóa thạch nào, mà 2 tháng trước một số camper tình cờ thấy, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ hiểu là miss somebody or something by chance. Đó, hoặc là mình có cái từ gì là run into hoặc là run across cũng mang nghĩa là tình cờ thấy, tình cờ bắt gặp cái gì. Yes. Và chắc chắn rồi, chúng ta vậy thì mình sẽ suy ra được, đúng không? Cái từ trọng tâm ở đây nó sẽ mang nghĩa là đáp án A, chứ không phải là rơi hay là đào bới hay là nghiên cứu. Và dâm được đề cập ở đây chính là một số cái xương. Vậy thì Wendy Jacob vừa rồi cô có đề cập là sinh viên năm cuối, là một senior, là sinh viên năm cuối. Và câu số 37, câu 38, tại sao tác giả lại nhắc đến cái quỹ này? Thì chúng ta lướt lên trên cái quỹ. Đây, cái quỹ Dream này là một cái quỹ mà nó tài trợ cho học sinh tham gia vào cái công cuộc khai quật này. Vậy nên câu số 38 ở đây là một cái group mà nó financing. Thì cái từ financing ở đây nó chính là cái từ grant được đề cập đến trong bài. Đó là tài trợ, trợ cấp. Và cái từ generous, ngoài cái nghĩa là rộng rãi hào phóng ra thì cũng rất hay đi với tiền bạc nhé. Đấy, tử tế tốt bụng, rất là rộng rãi hào phóng về tiền bạc. Và sau khi chúng ta đọc xong thì cái headline, cái ý chính, cái tiêu đề cho bài là gì nhỉ? Đây chính là đề cập đến một nhóm học sinh, đúng không, trong cái cuộc đi săn hóa thạch. Thì trọng tâm ở đây phải là một cái trip, đúng không, một cái chuyến đi săn hóa thạch của cái local student. Còn đáp án A là đề cập đến cái hóa thạch của khủng long thì không đúng, trọng tâm không phải là hóa thạch mà nói về cái chuyến đi của những học sinh này.
Và nói về những cái sinh viên mà gặp giáo sư cũng không phải là trọng tâm, hay là nói về khủng long có sống ở quanh đây không, không đúng, nói về cái chuyến đi đúng không, đó một cái go on hunting fossil mới đúng. Cô nghĩ là các em sẽ làm đúng hết 5/5. Câu 39 nhỉ, thầy cô thì luôn động viên chúng tôi, là motivation đúng không, động viên, thúc đẩy, tạo động lực, thì đây nó sẽ xem như kiểu là encourage đó, encourage somebody to do something. Và trái nghĩa với encourage thì nó sẽ là gì, là discourage. Đó, tạo động lực thì trái nghĩa với tạo động lực thì nó sẽ là gì, là làm nản chí. Tiếp câu số 40, tên cướp thì đã biến mất khỏi ngân hàng với một cái túi đầy tiền, full of cash, cash tức là tiền mặt trong nháy mắt. Đó, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, nó rất là quickly đúng không ạ? Bây giờ trái nghĩa với quickly đó sẽ là slowly. Chúng ta không biết thì các bạn cũng có thể dựa vào ngữ cảnh. Immediately cũng được, đúng không? Immediately tức là theo kiểu là ngay lập tức cũng được. Bây giờ mình đang chọn trái nghĩa thì các bạn phải chọn đáp án D nhé. Tiếp theo chúng ta chỉ còn vài câu nữa thôi. Thường những đề trường sở cô chữa rất là nhanh, tại vì cái phần bài đọc của nó không quá phức tạp, đúng không? Còn cái phần bài đọc của cô thì nó sẽ có cái sự thử thách hơn. Các bạn phải phân tích vô cùng chi tiết, nó sẽ thử thách cái não bộ của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ phải bỏ nhiều sức lực tinh thần hơn so với cái đề của cô. Còn những cái đề của sở thì cô nó khá là đơn giản. Câu 41, student are not allowed, không được phép làm gì, chúng ta sẽ thay bằng mustn't này. Cái lần cuối anh ta viết cho tôi là 2 năm trước, tức là đã không viết cho tôi được 2 năm rồi. Và các bạn sẽ tường thuật lùi thì. Thì trong đề nào nó cũng có cái mẫu như vậy, đúng không? Chúng ta sẽ quen thôi. Đấy, chúng ta sẽ quen. Cái bài nó dài như thế này, cô sẽ tách nhỏ nó ra thành hai phần đọc cho nó dễ. Như sau, ở đây nó đề cập đến một cái Environment Policy Act, một cái tổ chức, đúng không? Chúng ta đừng có cố dịch tên những cái tổ chức này làm gì. Thì lần đầu tiên mà nó được trình đến Quốc hội vào năm này, và năm sau đó là một cái cơ quan này. Tức là đây chính là cái cơ quan tiền thân của nó, National Environment Policy Act, đúng không? Đấy, cơ quan tiền thân của cái EPA, và nó được thành lập như là một cái cơ quan independent, một cái cơ quan độc lập trong cái hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ. Thì cái EPA mục đích của nó là gì? Đây, đấy, chúng ta đọc, chúng ta chỉ cần tập trung những cái thông tin chính thôi. À, EPA mục đích của nó chính là implement the new law and permit coordinated ...on behalf of environment. Mục đích của nó là về môi trường. Thế thôi, EPA mục đích về môi trường. Thế là xong. Và cái EPA này nó sẽ hợp nhất thành một cái cơ quan duy nhất. Đấy, body ở đây mình sẽ phải dịch là cái cơ quan duy nhất về các cái vấn đề mà nó liên quan đến gì ạ? Đến luật về môi trường. Đấy, liên từ cái Review Control Act này cho đến những cái environment. Vậy thì tóm lại là EPA đúng không? Là một cái cơ quan duy nhất liên quan các cái vấn đề về môi trường. Và cái tổ chức này thì nó sẽ giám sát tất cả những cái chất lượng môi trường và tìm cách kiểm soát ô nhiễm. Và nó ở đây là chỉ có đề cập đến cái EPA này thôi. Đúng, đã thiết lập các cái chương trình đặc biệt về nước ô nhiễm không nhiễm cái này cái kia. Đấy, nó không phải là cái thông tin trọng tâm, đúng không? Nó chỉ là cái mục đích nó làm cái gì thôi. Thì khi chúng ta đọc, chúng ta đừng có cố dịch ra. À, chỉ thấy thông tin, à nói về EPA. Và chúng ta đọc câu hỏi này xem cái thông tin gì nó liên quan thì mình mới cần đọc chi tiết hơn. Câu số 45, tại sao EPA được thành lập? Thì thông thường cái câu hỏi tại sao mình rất hay trả lời với because, in order to, đúng không? Để làm gì thì đây chính là cái thông tin để làm sao? Vấn đề liên quan đến môi trường, đúng không? Thì câu số 45 tức là để control cái environment protection and measure. Trong bài thì nó rất là dài cả đoạn sau nữa. Nó cả environmental pollution nữa. Nhưng mà nhìn chung thì sẽ là về các cái vấn đề về môi trường, đúng không? Để ban hành ra cái luật mới. Đấy. Đáp án sẽ là đáp án B. Còn đáp án C là đúng nhưng chưa đủ nhỉ? Còn A là ban hành Make the Review Control Act là cũng chưa đủ. Còn C là một cái cơ quan chính phủ độc lập, yes, nhưng mà nó cũng chưa đủ, đúng không? Cái mục đích thành lập của nó cơ mà, chứ không phải mục đích thành lập là để tách với chính phủ. Tách với chính phủ để làm cái gì, đúng không? Nó chỉ đề cập đến là nó tách ra độc lập khỏi chính phủ, tức là chính phủ không can thiệp vào nó thôi, chứ đấy không phải là cái mục đích thành lập của nó. Và cái từ consolidate, đó, consolidate ở đây chúng ta sẽ hiểu là gì, là combine, là kết hợp với nhau. Thì trong bài nó là kết hợp thành một cái single body, đúng không? Cái tổ chức này nó đã consolidate thành một cái single body. Thì chúng ta phải dựa vào cái từ single body, tức là một cái duy nhất, tức là phải hợp nhất trong một cơ quan duy nhất, chứ không phải là che giấu trong một cơ quan duy nhất. Conceal chúng ta học rồi là che giấu, che đậy. Đấy, các bạn cứ xem cô like chữ nhiều là chúng ta sẽ biết nhiều. Từ confine tức là gì? Là hạn chế, đúng không? Giam cầm, giam giữ ấy. Từ control mang nghĩa là kiểm soát, thì không thể là kiểm soát trong một cái single body được.
Và cái từ if ở đây chúng ta chính là cái EPA. Và câu số 48 người ta hỏi là cái underground has the environmental impact statement have been criticized. Tại sao nó lại bị chỉ trích? Thì bây giờ từ câu 48 đến 50 chúng ta lại đọc sang đoạn số 2. Đúng không? Nói về cái việc là tại sao nó bị chỉ trích. Thì ở đây sang đoạn số 2 này, cái cơ quan này thì đã chịu trách nhiệm về cái việc thu thập các cái báo cáo. Nếu như các bạn xem nhiều lần cô live stream thì in charge of ở đây chính là gì? Chính là responsible for. Đúng, chúng ta có một cái vốn từ vựng là một cái lợi thế. Thì các bạn làm các cái phần bài đọc điền đọc hiểu, mình sẽ không bị theo kiểu là mình bị stuck bởi từ vựng nữa, mà chúng ta chỉ tập trung vào cái thông tin thôi. Cái từ vựng không phải là vấn đề. Cái cơ quan này chịu trách nhiệm thu thập các cái báo cáo về tác động môi trường đó, và cái báo cáo hay là những cái báo cáo về những cái ảnh hưởng môi trường của những cái dự án được đề xuất mà nó có thể thay đổi một cách đáng kể về môi trường. Tức là cái cơ quan này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về môi trường, đúng không? Các cái báo cáo về môi trường mà nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Và một cái tổ chức này nó có hiệu lực vào cái năm này thì nó yêu cầu mọi cơ quan của Mỹ sẽ phải ra một cái tuyên bố trên bất kỳ dự án nào mà nó thực hiện. Đấy, nó regulate và nó fund. Tức là nó yêu cầu như thế. Và sau lại sau là từ cái việc này, kể từ khi cái thành lập cho đến ngày nay thì cái tuyên bố về ảnh hưởng của môi trường thì đã bị tấn công như là một cái hindrance. Nếu các em xem các cái buổi live stream của cô, đúng không? Thì hindrance ở đây nó chính là cái gì? Là cái obstacles. Đúng không? Là những cái rào cản. Đấy là những cái hạn chế, những cái làm kìm hãm, đúng không? Thì chúng ta học rồi, cái từ hinder nó giống như cái từ obstruct, đúng không? Thì các bạn, mấu chốt ở đây các bạn phải hiểu được cái từ hindrance là gì với kinh tế. Và nó quá làm sao, nó quá là mờ nhạt để có thể chứng minh được là những cái kiểm soát này, đúng không? Những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt này. Thì đây chính là cái lý do nó bị chỉ trích. Và sau lại sau người ta nói là EPA nó sẽ xem xét tất cả các cái tuyên bố về tác động của môi trường để đảm bảo rằng nó làm sao những cái tuyên bố này nó tuân thủ theo đúng luật pháp. Chúng ta học từ comply chưa? Rồi. Đấy, trong những cái bài đọc điền đọc hiểu cô mở rộng cho các bạn comply with này, adhere to này, rồi là gì nữa? Conform to này, đúng không? Nó đều mang nghĩa là tuân thủ. Và những cái lần cô mở rộng đấy thì nó rất hữu ích cho các bạn khi chúng ta biết được cái từ hindrance là gì, từ comply with là gì. Tại vì đáp án nó sẽ phải dựa vào hai cái từ vựng này. Và các cái đạo luật đó, những cái legislation này thì có thể investigate nếu như những cái cân nhắc về môi trường nó mâu thuẫn, nó xung đột với những cái luật. Tính nghĩa là người ta sẽ dựa trên cái luật đấy xem nó có mâu thuẫn về kinh tế, mâu thuẫn về môi trường hay không. Và cái Endangered Species này, một cái tổ chức này nó được thiết kế để bảo vệ những cái loài mà động vật, thực vật quý hiếm, thì đã được sử dụng như là một cái hình thức block. Block chúng ta biết rồi, có nghĩa là ngăn chặn, đúng không? Một số dự án mà nó có thể phá hủy các cái loài động vật hoang dã. Thì đây các em sẽ biết được là tại sao bị chỉ trích. Tức là gì? Nó xung đột về kinh tế, đúng không? Nó cái ảnh hưởng về kinh tế, yes. Như là economic growth. Đây. Là hindrance to economic growth. Là một cái trở ngại tới ảnh hưởng kinh tế, yes. Thì là cái hindrance ở đây chính là cái obstacle, đúng không? Là cái obstacle tới ảnh hưởng về kinh tế. Nó phải liên quan đến kinh tế thì mới đúng. Và câu 49 có thể suy ra từ đoạn văn rằng cái EPA nó thực thi, yes. Các bạn học cái từ enforce rồi, đúng không? Trước hôm qua cô mới live stream xong enforce a law, đúng không? Thi hành thực thi một cái luật, introduce enact a law, tức là thi hành thực thi luật. Thì có thể thực suy ra rằng EPA thực thi những cái phát hiện của mình dựa trên cái gì? Dựa trên luật pháp, đúng không? Dựa trên luật pháp thì đáp án đúng ở đây là with existing zone law này, by environmental impact statement này, dưới cái Endangered Species Act, hay là by using the courts. Thì chúng ta thấy chính là cái từ comply with laws. Thì comply with law ở đây tức là cái gì? Tức là using the cross. Cross ở đây tức là law các bạn nhé. Và câu số 50, thông tin nào sau đây là không đúng? Không đúng, đáp án A là cái chính sách về cái môi trường quốc gia thì không còn thực hiện nữa. Trong bài người ta bảo là từ trước đến nay, tức là đến nay nó vẫn còn thực hiện. Đây chúng ta thấy keyword là National Environmental Policy. Nước thật nhanh xem trong bài đề cập đến the Environmental Policy. Đây. Nó có nói là nó còn không còn thực hiện nữa không ạ? Không. Đúng không? Nói từ trước đến, từ lúc thành lập cho đến bây giờ thì cái này nó thế này thế kia. Chứ không phải là not implemented anymore. Còn B, nó kiểm soát chất lượng về môi trường này. Mục đích của cái luật này là để bảo vệ động vật hoang dã bị đe dọa này. Hay là chịu trách nhiệm. Yes. Lại thêm một cái cụm từ nữa mang nghĩa là chịu trách nhiệm. Vừa rồi chúng ta học bên trên là be in charge of. Có từ vựng là một cái lợi thế nha. Responsible for, tại sao mà cô cứ phải nhấn mạnh vào cái phần từ vựng? Nó có thể là hơi rườm rà một chút, đúng không? Tại vì chúng ta cứ phải dừng lại để chúng ta học từ vựng ấy, đúng không? Thay vì cứ chữa luôn nó xong thì chúng ta cứ phải dừng lại, chúng ta học từ vựng, tại vì nó quan trọng. Nhân nó quan trọng.
Và các bạn thấy tại sao mà khi livestream cô cứ phải là từ này nó được paraphrase được gần đồng nghĩa với cái từ gì đây? Tại vì trọng tâm của nó đây. Đúng, tại sao mà học hindrance cô phải dạy luôn cả obstacle, đấy, học luôn cả obstruct và nữa. Tại vì nó có thể paraphrase trong bài đọc điền đọc hiểu. Đúng không? Hay là sau này các bạn nói, các bạn viết. Đấy, thì cái việc chúng ta paraphrase nó là cái việc bắt buộc luôn. Các bạn sẽ không được sử dụng easy cái từ đấy nữa. Thì ở đây câu 50 đáp án đúng ở đây là đáp án A. Và cái từ nó not true, tức là it's not implemented anymore. Sau khi chúng ta đọc hết thì cái ý chính của bài câu số 44 là gì? Ý chính là gì ạ? À, cái tuyên bố về tác động của môi trường. Thì A nó chỉ đề cập đến cái tuyên bố thôi, đúng không? Còn B thì nói về cái một cái luật trong bài, trọng tâm của bài nó là cái gì ạ? Là cái EPA, đúng không? Trọng tâm của bài là cái EPA. Thì đáp án C là viết tắt của EPA. Thế là xong. Đó, còn đáp án D là cái chính sách Natural Environment, nó chỉ đề cập đến ở đoạn sau thôi, nó không bao quát hết cả bài. Thế nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án C, nó bao quát hết cả bài. Cô thấy Mai Ngọc chọn C, mình nắm chọn C, đúng rồi. Đó, bạn nào ban đầu bảo là em khủng hoảng cái bài EPA. Đó, sau khi cô thấy cô chữa xong thì mọi thứ nó rất nhẹ nhàng, đúng không? Đó, tại sao mà vào phòng thi mình cứ bị loạn lên như thế? Đó là do các bạn luyện tập chưa đủ. Các bạn luyện tập chưa đủ đâu, chúng ta phải luyện nhiều vào. Đó, các bạn nếu như chúng ta luyện những cái đề bài đọc của cô rồi thì cái bài này nó rất nhẹ nhàng. Nó chỉ có hai đoạn như thế này thôi và có cái thông tin nó cũng không có gây nhiễu. Các bạn thấy là cái, trong các cái phần bài đọc của cô là cô thường phải gạch hết các bốn đáp án, tại sao đúng, tại sao sai, phải sửa lại như thế nào. Nhưng ở đây các bạn chỉ có tìm keywords thôi. Đó, những cái đề của trường, của sở nó dễ làm gì, các bạn chỉ cần có tìm keywords và chọn đáp án đúng. Còn những cái đề của cô nó sẽ challenge hơn, nó là chúng ta phải tìm ra, chúng ta phải hiểu được. Đấy, chúng ta phải hiểu được tại sao đúng, tại sao sai. Thì chúng ta luyện như vậy cho nó quen đi, đúng không? Phải luyện cái khó khó như vậy cho quen đi. Tại vì trong đề thi chính thức ấy thì nó sẽ không chỉ đơn giản là tìm keywords đâu. Tìm keywords thì cô cho rằng nó chỉ giống như dành cho các em cấp 2, lớp 10, lớp 11 thôi. Còn bây giờ mình đang thi đại học rồi, đúng không? Nó không chỉ đơn giản là tìm keywords rồi ghép lại nữa. Thì ở đây có cái câu nó hơi hay một tí đấy, chính là cái câu mà có hindrance và obstacle. Đó, người ta không chỉ đơn giản là B nguyên C mà người ta paraphrase nhẹ. Còn ACD thì không được paraphrase hay là cũng không gây nhiễu gì cả. Nên là nếu các bạn biết là các bạn sẽ chọn được đáp án luôn. Biết hindrance và obstacle là các bạn sẽ chọn luôn, đúng không? Và chúng ta nhìn vào là chúng ta rất tự tin. Đấy, cảm ơn cô là đã mở rộng cho chúng ta, đúng không? Đó, khi chúng ta học từ vựng. Và các em nhớ này, tuần này chúng ta có rất nhiều đề thi thử của các trường, của sở. Thì các bạn cố gắng chúng ta luyện nhá, cố gắng cho chúng ta luyện mỗi ngày. Chúng ta làm ít nhất là khoảng một đề. Đấy, mỗi ngày chúng ta luyện một đề. Còn những bạn mà chúng ta học đuối hơn chẳng hạn thì có thể là hai ngày. Đấy, hai ngày chúng ta làm một đề và sau khi làm xong các bạn nhớ review lại kiến thức. Đấy, mình sai cái câu nào và làm sao để mình có thể cải thiện được cái câu này tốt hơn. Thì chúng ta sẽ học dựa trên các cái chuyên đề nhá, các cái chuyên đề để chúng ta luyện. Rồi, nếu như các em sai nhiều đọc điền đọc hiểu thì chúng ta cứ luyện nhiều đọc điền đọc hiểu song song với luyện đề. Đó, đừng có ngày nào cũng luyện đề mà phải luyện cả các cái chuyên đề nữa nhá. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nha. Cô cảm ơn Mai Ngọc, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến bây giờ. Xin chào, goodbye, see you. Hẹn gặp lại tất cả các em vào tối thứ 6.